Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023. Ngày hôm nay phải nói thời tiết tại Sài Gòn mưa nắng liên tục luôn quý vị. Cứ đi một đoạn thì nắng, sau đó là mưa ào tới 5 phút hết mưa. Phải nói là ngày cuối tuần như vậy cảm thấy cũng rất buồn. Nhưng mà buồn vì thời tiết cũng không phải là điều lo lắng quá, mà chúng ta hiện nay là tình hình kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh bất động sản ở tại trung tâm Sài Gòn. Phải nói là tại một cái quận ngày xưa thì ai cũng chê, ai cũng không muốn đến, nhưng mà ngày nay thì có tiền cũng chưa chắc là có thể mua được những vị trí, những lô đất ở đây, những căn nhà biệt thự, nhà phố ở đây, kính thưa quý vị. Hiện tại thì mình vẫn đang lang thang trên vùng đất Thủ Thiêm năm xưa. Ở đây thì ngày hôm nay mình thấy có hàng loạt các cái mảnh đất trống bỏ hoang, có dán những cái tờ cho thuê đất, rồi cho thuê mặt bằng, bán đất, đầy đủ các cái loại giấy tờ dán khắp nơi ở tại khu vực vùng đất Thủ Thiêm năm xưa. Ngày nay thuộc là thành phố Thủ Đức rồi. Và phía trước màn hình của chúng ta thấy không? Một cái mặt bằng khá lớn này, cho thuê mặt bằng này. Mặt tiền view sông luôn. Phải nói ngày nay việc mà kinh tế suy thoái trong cả nước, một phần cũng ảnh hưởng do kinh tế toàn cầu, đâu đó cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó khăn trong cái việc mà kinh doanh ngày hôm nay. Phải nói bất động sản tiến thoái lưỡng nan, bán không được mà ôm cũng chết luôn quý vị. Chút nữa mình sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn thấy rõ nhiều mảnh đất, nhiều lô đất, nhiều nền đất có chủ hết rồi nhưng mà bán không ai dám mua, không ai thèm mua luôn, chứ không phải là không dám mua, người ta không có tiền nhưng mà đôi khi người ta không muốn mua trong cái thời điểm hiện nay. Phải nói trước một cái tình hình giao dịch bất động sản trên thị trường gần như đóng băng tê liệt luôn. Đóng băng tê liệt luôn quý vị. Nhiều chủ đầu tư không dám mở bán các dự án nữa vì sợ mở bán lại ế luôn. Và hiện nay thì người dân hoặc là những nhà đầu cơ người ta cũng đang run sợ trước cái tình hình mà hiện nay có rất nhiều công ty ma đó cô chú anh chị. Giống như là thành lập ra một công ty mẹ, sau đó đẻ ra vài chục công ty con, rồi thuê người để mà quản lý, bắt đầu lừa đảo các cái dự án ma, những cái dự án bất động sản ma mà không có thực tế. Rất nhiều khách hàng cũng đã dính nhiều cái vụ lừa đảo như thế này rồi. Và chúng ta cũng biết thì mới đây nhất á, báo chí cũng đã có đăng rồi, có đăng cái việc mà bắt giám đốc rồi tổng giám đốc của một số công ty bất động sản vừa qua. Đặc biệt thì trong sáng ngày 9 tháng 9 là ngày hôm nay thì hàng trăm cảnh sát đã vây bắt một giám đốc ở tại Đồng Nai, hay còn gọi cách khác là ông Trùm, ở phía sau cái việc mà kinh doanh bất động sản. Đó, phía trước màn hình của anh chị đây thấy không? Đất mênh mông, đâu đó xen lẫn những ngôi biệt thự. Những ngôi biệt thự này thì cũng có chủ ở rồi, còn có một số biệt thự thì lại bỏ hoang luôn, không ai ở, rao bán cũng không ai mua. Và đất ở đây thì cũng đã có chủ nhưng mà chủ yếu người ta đầu cơ, người ta mua sau đó người ta bán lại thôi. Trong ngày hôm nay thì một ông trùm đứng ở phía sau bất động sản có tên là Huỳnh Hữu Tường, là chủ sở hữu của công ty Lộc Phúc, đồng thời là chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản quý vị. Thế thì phải nói là cái việc mà ngày nay chúng ta giao dịch mua nhà cửa, đất đai, bất động sản, chung cư, căn hộ, chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận và chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái nguồn gốc, cái xuất xứ của doanh nghiệp đó, của công ty đó có uy tín hay không. Đó, anh chị thấy không, đất nè, đất bao la luôn, cây cỏ mọc um tùm nhưng mà đã có chủ hết rồi. Và hiện nay thì người ta cũng dán những cái bảng cho thuê đất rồi bán đất luôn.
Ngày hôm nay thì hàng trăm cảnh sát đã vây bắt giám đốc công ty bất động sản ở Đồng Nai. Giám đốc này cũng mới có 32 tuổi thôi, ngụ ở tại phường Thảo Điền, quận 2, Sài Gòn, để điều tra về cái tội là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo như cơ quan công an, trong quá trình điều tra thì công ty Lộc Phúc này tọa lạc ở phường 2, quận Tân Bình đã lập một cái dự án ma tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, kính thưa quý vị. Và Huỳnh Hữu Tường là chủ sở hữu của một công ty Lộc Phúc, đồng thời là chủ mưu tổ chức lừa đảo khách hàng qua cái việc mà mua bán bất động sản như hiện nay. Nó biệt thự quá trời luôn quý vị, thấy không? Và đất thì cũng bỏ hoang rất nhiều. Theo như điều tra ban đầu thì Tường đã thuê Nguyễn Văn An, 27 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, làm tổng giám đốc công ty Lộc Phúc. Nhưng tất cả mọi hoạt động liên quan đến việc bất động sản là đều do Tường điều hành hết, kính thưa quý vị. Đó, những cái bảng dán cho thuê đất, bán đất nè, cô chú anh chị, la liệt luôn. La liệt. Nhà cửa đất đai rao bán khắp nơi, không ai dám mua. Phải nói năm nay là một cái năm mà thảm khốc về việc bất động sản, chịu chết luôn. Nhà giàu cũng đành bất lực, không làm được gì luôn quý vị, không có tiền để mà trả lãi ngân hàng. Nhiều người cũng phải chạy vay ngân hàng này đắp qua ngân hàng khác. Khổ thật. Cho nên người ta nói là nhà giàu, cho nên người ta nói nhà giàu cũng khóc là vậy, ăn ngủ không yên. Đó là sự thật đó quý vị, chứ không phải là nói cho vui đâu. Nhiều người lúc mà mở bán những cái lô đất này, người ta mua tới 5-7 lô đất nền thì cũng mong cơ hội để mà bán lại lấy lời thôi. Ví dụ thời điểm mà bất động sản hot nóng thì một lô cũng lời khoảng 50-100 triệu, một lô cũng đã mừng rồi. May mắn lắm thì lời 300-400 triệu, tùy theo cái giá trị của lô đất đó, vài tỷ hay là 1 tỷ thì nó có cái số tiền lợi nhuận cao hơn. Quay trở lại với vụ việc mà cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh để mà bắt giám đốc trẻ tuổi này, thì hiện nay cũng đã có khoảng 60 khách hàng tố cáo công ty Lộc Phúc này có những cái hành vi lừa đảo với số tiền lên đến trên 70 tỷ đồng. Wow, một loạt biệt thự luôn quý vị. Những ngôi biệt thự này toàn là của những đại gia không đó cô chú anh chị. Biệt thự vài chục tỷ một căn chứ không phải là rẻ đâu. Thầy nói là chúng ta khi mà không có vào trong cái nghề kinh doanh bất động sản, chúng ta khó hiểu được bên trong. Nhưng mà thực tế thì nhiều công ty bất động sản lập những dự án ma, dự án không có thực để lừa đảo khách hàng. Nhiều công ty bất động sản tuyển nhân viên khoảng 100-200 nhân viên, sau đó tách ra khoảng chừng 20-30 nhân viên đó đóng thuê giả là khách hàng mua bất động sản để câu chèo kéo rồi mồi chài những khách hàng khác. Cho nên với tình hình khó khăn như hiện nay thì rất nhiều công ty lớn có những dự án căn hộ ở quận Bình Tân, Sài Gòn cũng như nhiều quận khác, quận Tân Bình cũng đang tê liệt đóng băng. Nhiều chung cư căn hộ bán không được luôn, cho thuê cũng không ai thuê luôn quý vị. Đó, treo những cái bảng cho thuê đất, bán đất khắp nơi luôn, treo trên cây cao luôn quý vị, treo trên cục điện rồi, trên cái tủ điện rồi. Chịu thua luôn. Cho nên phải nói là thị trường bất động sản chết cứng, không còn đường thoát nữa, không còn một lối thoát.
Chắc chắn là với thời điểm kinh tế khó khăn và u ám như hiện nay, khó ai mà dám đi vay ngân hàng để mà mua đất đầu tư đâu cô chú anh chị. Chỉ có đi vào con đường chết, và chúng ta cũng phải đau khổ với những quyết định nếu như chúng ta không sáng suốt trong thời điểm hiện nay. 4 năm cái bảng luôn, cho thuê đất chính chủ, bán đất chính chủ. Phải nói là về cái việc mà giao dịch bất động sản mỗi ngày càng lao dốc, thậm chí là đóng băng luôn. Chúng ta biết là từ cuối năm 2022, năm vừa rồi đó, cho đến hiện nay là cũng đã bước sang quý 4 năm 2023 rồi. Mà thực tế thì thị trường bất động sản vẫn chưa thể nào có một tín hiệu lạc quan. Nhà cửa cho thuê không ai thuê, kinh doanh thì ế ẩm, đóng cửa, dẹp tiệm, sang tiệm, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Công ty thì phá sản, thiếu đơn hàng, sa thải người lao động, thất nghiệp tràn lan. Cả chục ngàn người thất nghiệp trong từ đầu năm cho đến nay. Sinh viên ra trường cũng không thể nào tìm được việc làm trong giai đoạn này, và họ buộc phải chạy xe ôm, phải làm shipper, phải đi giao hàng, phải đi làm những công việc mà dành cho đối tượng lao động là phổ thông nếu như ngày trước. Nhiều công ty bất động sản lớn hiện nay người ta cũng không dám mở bán luôn quý vị. Bởi vì hiện nay nếu mà công ty vẫn mở bán một dự án nào đó thì cái việc mà giao dịch cũng như là tìm kiếm khách hàng cực kỳ khó luôn. Chính vì điều đó cho nên hiện nay là phải nói hàng ngàn nhân viên sale, hay nói cách khác là nhân viên cò bất động sản, người ta cũng đã thất nghiệp gần một năm nay, họ đói luôn, họ không có thu nhập. Nhiều người không có nhà ở tại Sài Gòn phải bỏ ở đây đi về quê. Với tình hình mà thị trường bất động sản đóng băng như hiện nay khiến cho nhiều doanh nghiệp lớn, nhiều chủ đầu tư lớn cũng phải nghiên cứu và thay đổi cái kế hoạch kinh doanh của mình. Thật sự mà nói, khi chúng ta bước sang khỏi hầm Thủ Thiêm quận 1, tiến về bên thành phố Thủ Đức, Thủ Thiêm ngày nay thì, tiến về bên thành phố Thủ Đức ngày nay, ngày xưa là Thủ Thiêm thì đất còn rộng mênh mông bao la luôn. Tất nhiên thì đã có chủ hết rồi quý vị. Như anh chị cũng biết là trước đây một ông lớn trong làng bất động sản, đó là tập đoàn Nam Long, cũng phải thay đổi lịch mở bán những dự án lớn ở Cần Thơ, Đồng Nai từ cuối năm 2022 cũng như là sang năm 2023. Trong đó thì tại Đồng Nai, như anh chị theo xem báo cũng biết rồi, công ty Nam Long dự kiến chào đó. Như anh chị cũng biết là tại Đồng Nai thì công ty Nam Long dự kiến sẽ bán một cái dự án là Isumi City vào đầu năm 2023, nhưng mà cũng phải lùi cái lịch này lại rồi. Điều đó cho thấy là hiện nay thị trường đóng băng phải nói là tê liệt luôn, tê liệt. Ngày nay với những công ty bất động sản lớn như tập đoàn Novaland còn cảm thấy gặp nhiều khó khăn, triển khai những dự án trong giai đoạn hiện nay không mang lại hiệu quả cao. Cái điều quan trọng là mở bán mà không có ai mua đâu quý vị. Hiện nay mà triển khai những dự án bất động sản căn hộ, đất nền, chung cư mà chúng ta triển khai mở bán là không có người mua. Đó là sự khó khăn của những công ty lớn, những tập đoàn lớn chuyên về bất động sản. Và thực sự thì hiện nay có rất nhiều đại gia, nhiều nhà giàu ôm bất động sản cũng phải nằm chờ chết. Một từ là như vậy đó vị, nằm chờ chết. Không bán được mà để đó cũng chết. Vì cái dự án vẫn phải xây dựng, công ty cũng phải hoạt động. Cho nên công ty mở bán nhưng mà không chạy được cái sản phẩm, cô chú anh chị.
Điều đó đã làm cho cái hiệu quả không cao và càng làm lỗ thêm thôi. Và đặc biệt là thị trường bất động sản đóng băng như hiện nay sẽ rất khó tiếp cận một cái nguồn vốn vay ngân hàng. Và đặc biệt lãi suất cũng đang ở rất cao, khoảng hình như là 10, 12 đến 13% một năm đó quý vị. Đó, biệt thự lâu đài đại gia mà sao thấy bỏ hoang luôn nè, không thấy bóng dáng luôn quý vị. Căng thật đấy chứ. Cây cỏ mọc tùm. Cho nên hiện nay nhiều nhiều người muốn mua bất động sản, mua nhà, mua chung cư, mua đất nền, mua căn hộ cũng không dám đi vay ngân hàng để mua. Tại vì mức lãi suất cũng khá cao. Đặc biệt thì nhiều nhà giàu người ta đã đầu tư khoảng mười mấy, hai chục lô đất nền ở những cái tỉnh xa như Bình Dương, Long An hay là Đồng Nai, Trảng Bom gì đó, thì phải nói là hiện nay đang khóc ròng luôn. Khóc cạn nước mắt, tối ngủ không yên luôn quý vị. Cho nên với cái việc mà hiện nay bất động sản đóng băng như vậy thì nhiều nhà đầu tư muốn xả hàng cũng không hề dễ luôn. Tất cả mọi phân khúc sản phẩm giao dịch bất động sản từ rẻ cho đến mắc cũng không thể nào chạy được quý vị. Đó, bán đất nền nè, 310 triệu, sổ hồng riêng luôn, giá khắp nơi luôn cô chú anh chị các bạn. Hiện nay có nhiều ngân hàng cũng phải phải gọi là xả hàng luôn đó quý vị. Xả hàng tức là giảm giá sâu để mà thu hồi vốn. Mà bây giờ muốn thu hồi vốn cũng khó nữa. Bán rẻ luôn á, bán rẻ, bán thấp để thu hồi vốn mà cũng khó luôn quý vị. Có rất nhiều nhà đầu tư người ta cũng đã đổ về bên Củ Chi là Hóc Môn nè để mà đầu tư đất đai nhà cửa ở đây, mua nhiều lô đất luôn. Đất ở Củ Chi thì ngày xưa cũng rẻ thôi, đất ở Củ Chi ngày xưa cũng rẻ thôi cô chú anh chị, một lô đất 100 mét vuông thì tầm 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ, mua hai lô thì 3 tỷ, trong khi đó người ta phải đi vay khoảng 1 2 tỷ để mà mua. Sau khoảng chừng 3-4 tháng thì nếu mà có khách trả chênh lệch khoảng tầm 200-300 triệu hay là 100 rưỡi 200 triệu cũng bán luôn quý vị. Bán luôn chứ cũng không dám nghĩ rằng sẽ còn tăng giá nữa. Nói chung là thấy có lời khoảng tầm 100 rưỡi 200 trong thời điểm hiện nay là phải nói bán luôn. Chứ không thì bất động sản đóng băng tiếp tục thì chúng ta cũng ôm cái đống tài sản đó mà chết luôn chứ đâu làm được gì. Nếu như mà bất động sản đóng băng luôn thì người giàu cũng phải ôm cái đống tài sản đó ngồi chờ chết, khóc ròng luôn. Ở tại Sài Gòn thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư, nhất rất nhiều ở tại Sài Gòn thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư xuống tận Bà Rịa Vũng Tàu để mà mua bất động sản và hiện nay cũng ngồi mà chờ chết chìm thôi. Vì lướt sóng bất động sản trong lúc mà thị trường đang nóng sốt thì ok. Nhưng mà với hiện nay thì nhiều nhà đầu tư tại Sài Gòn xuống Bà Rịa Vũng Tàu mua đất, mua lô, mua đất nền ở Long An rồi ở Bà Rịa. Cho đến nay cũng thua. Hồi xưa mua đất ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu khoảng tầm 200 mét vuông thì khoảng 2 tỷ. Đó là tính hồi năm 2020 đó. Cuối năm 2019, đầu năm 2020. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay là năm 2023 thì miếng đất đó cũng rao bán khoảng tầm 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 cũng không ai mua luôn quý vị. Như vậy là tính ra đầu tư từ năm 2019 cho đến 2023 là 4 năm rồi. Mua lô đất ở Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 200 mét vuông giá tầm 2 tỷ. Mà bây giờ qua 4 năm hiện tại thời điểm này nè, nếu mà rao bán miếng đó khoảng tầm 2 tỷ 3 cũng không có ai hỏi mua luôn quý vị.
Tại thời điểm này nếu mà rao miếng đất đó tầm 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 cũng không có người mua. Cho nên nhiều chủ đầu tư người ta buộc phải ký gửi ở rất nhiều cái sàn môi giới bất động sản như là Cò Đất cả năm trời nhưng vẫn không thể nào bán được. Cho nên nhiều nhà đầu tư người ta đã ký gửi những cái sàn giao dịch bất động sản, những công ty cò bất động sản đó để mà bán, nhưng mà suốt nhiều năm vẫn không bán được cô chú anh chị các bạn. Thậm chí là người ta trả cái giá bằng cái giá mua mà ngày xưa luôn. Ví dụ ngày xưa mua miếng đất 200 mét vuông 2 tỷ ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, bây giờ người ta trả 2 tỷ luôn. Như vậy mình lỗ luôn quý vị, tính ra thời thì tính ra là tỷ giá là mình lỗ luôn. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.